Further, in the unhindered clarity and wonder that ensues after the feeling Skanda is gone, this good person is untroubled by any deepened mental state and experiences perfect bright concentration. Within samadhi, his mind craves to enter cessation, so he investigates the nature of transformations as he greedily seeks for profound emptiness. Lại nữa, hành giả kia ở trong cảnh giới đã hết thọ ấm, không còn mắc phải tà lự diệu định viên thông pháp sáng. Bỗng nhiên ở trong tâm định khởi lên niệm tưởng, yêu thích vào chỗ tịch diệt. Bèn nghiên cứu tinh tường cùng cực, cái thể tánh của vạn hóa, mong cầu cái rỗng không sâu nhiệm. Lại nữa này, ở trong cái sự vi diệu rõ ràng không bị chướng ngại mà xuất hiện sau khi mà cảnh giới thọ ấm đã diệt hết, thì người thiện nam tử này, this good person, không còn rắc rối bởi các cái trạng thái tâm tà lự nữa, và trải nghiệm một cái cảnh giới định rất là sáng suốt, viên mãn. Within samadhi, và trong định đó thì tâm của anh ta là craves, tức là thèm khát, tức là khao khát. Vào chỗ gì đây ạ? Enter cessation, khởi lên cái niệm tưởng yêu thích vào chỗ tịch diệt. Và vì vậy anh ta mới quán chiếu sâu sắc so he investigates the nature of transformations. Anh ta quán chiếu cái bản chất của các cái biến hóa, cái tánh của cái sự biến hóa, thể tánh của bạn hóa. Và anh ta, bởi vì anh ta mong cầu cái gì, tham cầu cái gì, profound emptiness, đó là cái gì, cảnh giới hư không sâu nhiệm, cảnh giới hư không sâu, sâu nhiệm. At that time, a demon from the heavens seizes the opportunity it has been waiting for. Và cái lúc đó thì thiên ma chớp lấy cái cơ hội, thì chờ được cái cơ hội này thôi để khuấy phá, chớp lấy cái cơ hội mà nó đã chờ đợi từ lâu rồi. Nó gá tinh thần is spirit, possesses another person and uses him as a mouthpiece to spout the sutras and the drama. Và nó gá tinh thần vào một người khác và lợi dụng người này để miệng nói kinh pháp. This person, unaware that he is possessed by a demon, claims he has reached unsurpassed nirvana. Và cái người này thì không biết được là mình đã bị ma nhập, cho nên là tuyên bố rằng mình đã chứng được niết bàn vô thượng. When he comes to see that good person who seeks emptiness, he arranges a seat and speaks the Dharma. Và khi mà anh ta đến gặp người thiện nam tử này, thì anh ta, người thiện nam tử mà đang cầu hư không, cái hư không sâu nhiệm đó, thì anh ta trải toàn ngồi và thuyết pháp. In the midst of the great assembly, his physical form suddenly disappears and no one in the assembly can see him. Ở trong thánh chúng, người ấy bỗng nhiên biến mất thành không, cả chúng không ai thấy gì. Trong giữa đại chúng như vậy mà thân thể này của anh ta, nhục thân này, cái thân thể này bỗng nhiên biến mất và không ai ở trong đại chúng nhìn thấy anh ta, trông thấy anh ta cả. Then out of nowhere he abruptly reappears. Và bỗng nhiên là không từ đâu đến mà bỗng nhiên là xuất hiện. Rồi từ không đột nhiên lại hiện ra, suddenly, abruptly reappears, đột nhiên lại hiện ra. He can appear and disappear at will, and or he can make his body transparent like crystal. Anh ta có thể xuất hiện hoặc là biến mất một cách rất là tự tại mà theo ý của anh ta muốn, hoặc là anh ta có thể làm cho cái thân thể của mình trong suốt như là lưu ly, transparent like crystal. Anh ta có thể làm cho thân thể của mình trong suốt như là lưu ly vậy. From his hands and feet, he releases the fragrance of sandalwood, or his excrement and urine may be sweet as thick rock candy. He stands, the precepts and is contemptuous of those who have left the home life. Ở trong tay và chân của anh ta, trong bàn tay và chân của anh ta thì
tỏa ra một cái mùi thơm chiên đàn. Releases the fragrance of sandalwood, tỏa ra cái mùi thơm chiên đàn. Và phân và nước tiểu ấy thì lại ngọt như là đường ấy, như là kẹo kẹo cứng đúng không? Duỗi tay chân thì phát ra mùi hương trên đàn, hoặc là đại tiểu tiện thì ngọt và cứng chắc như đường đường phèn. Phân và nước tiểu thì lại ngọt và cứng như như là đường đường phèn vậy. He slanders the precepts, tức là anh ta hủy báng giới luật, chê bai giới luật và khinh rẻ người xuất gia. And contemptuous those who have left the home life, chê bai giới luật và khinh rẻ người xuất gia. He often says that there is no cause and no effect, and once we die, we are gone forever, that there is no afterlife, and that there are no ordinary people and no sages. Although he has obtained a state of empty stillness, he covertly indulges his greedy desires. Those who give in to his lust also adopt his views of emptiness and deny cause and effect. Anh ta thường nói là gì? Anh ta thường nói là không nhân không quả, chẳng có nhân mà cũng chẳng có quả. That once we die, một khi mà chúng ta chết rồi đó thì chúng ta sẽ vĩnh viễn là đi mất, là đoạn diệt và hoàn toàn là không có thân sau. That there is no afterlife, không có cuộc sống sau khi chết. And that there are no ordinary people and no sages, và không có người thường, không có phàm phu và cũng không có thánh nhân. Không có phàm phu và không có thánh nhân. Mặc dù although he has obtained a state of empty stillness, mặc dù anh ta đã chứng được cái trạng thái gọi là không tịch rồi, tịch diệt, không, hư không, tịch diệt, tịch diệt, hư không, tức là trọng trạng thái không tịch như thế rồi, mà anh ta vẫn lén lút trong tâm tối làm chuyện tham, tham dục, vẫn hành dâm như vậy. Those who give in to his lust, và những cái người mà theo anh ta, những người hưởng thụ tham dục đó, thì lấy cái quan điểm về hư không đó và bác nhân quả. Also adopt his views of emptiness and deny cause and effect. Những người hưởng thụ tham dục cùng với anh ta như vậy thì cũng được tâm không và cũng bác không, có nhân quả, bác nhân quả. This is an essence that was created during an eclipse of the sun or moon, having fallen on gold, jade, or rare fungus. A unicorn, a phoenix, a tortoise, or a crane, the essence endowed it with life so that it did not die for thousands or tens of thousands of years and eventually became a spirit. It was then born into this land and in its old age has become a demon. Ok, đây là một cái loài, đó là mặt trời, mặt trăng trong lúc che khuất nhau, tinh khí thấm vào đất. Những loài như vàng, ngọc, cỏ, chi, lân, phụng, rùa, hạc hấp thụ được, có thể sống lâu, trải ngàn vạn năm mà trở thành tinh linh, sinh ra trong cõi nước, sống lâu năm, thành ma. Đây là một cái loài gì, một cái loài tinh khí mà gì đấy, được tạo ra bởi một cái loài tinh mà được tạo ra bởi nhật thực, mặt trời, mặt trăng, nhật thực, nguyệt thực, và những cái loài tinh túy này là nó rơi vào vàng này, rơi vào ngọc này, ngọc này, cỏ chi này, một con gì đấy, unicorn, lân, phụng, a phoenix, lân phụng, tortoise, rùa, a crane, or a crane hạc. Và cái loài tinh này thì sao ạ? Sống lâu, chả gì đấy, sống lâu hàng hàng nghìn hoặc đến 10.000 năm không chết. Cứ sống như vậy đến 1.000 năm hoặc 10.000 năm mà hút những cái tinh khí như vậy. Và cuối cùng là trở thành thành ma, trở thành tinh linh, sinh ra trong cõi nước, trở thành tinh linh.
It was then born into this land, và sau đó là sinh ra ở trong cõi nước và sống lâu năm lại thành thành ma. À, đó. It disturbs and confuses the good person. À, nó quấy phá, nó làm mê muội người tu đạo về hành giả. But when it tires of doing so, it will leave the other person's body. Và khi mà nó đã cảm thấy chán, quấy phá chán rồi thì nó sẽ rời bỏ cái thân xác của người đó. Và then both the disciples and the teacher will get in trouble with the law. Và cả đệ tử và thầy đều bị rơi vào lưới pháp luật, đều bị gặp rắc rối với lại luật pháp. You should be aware of these in advance and not get caught up in the cycle of transmigration. If you are confused and do not understand, you will fall into the relentless hell. Ông phải biết trước được cái điều này để không bị rơi vào cái vòng luân hồi, không bị mê hoặc, không bị rơi vào vòng luân hồi. Còn nếu như ông bị mê mờ mà ông không hiểu thì ông sẽ bị rơi vào địa ngục vô địa ngục vô gián, sẽ bị đọa vào địa ngục vô gián. Further, in the unhindered clarity and wonder that ensues after the feeling skandha is gone, this good person is untroubled by any deviant mental state and experiences perfect bright concentration. Within samadhi, his mind craves long life, so he toils at investigating its subtleties as he greedily seeks for immortality. He wishes to cast aside the birth and death of the body, and suddenly he hopes to end the birth and death of thoughts as well, so that he can abide forever in a subtle form. Lại nữa, hành giả kia ở trong cảnh giới đã hết thọ ấm, không còn mắc phải tà lự, diệu định viên thông phát sáng, bỗng nhiên ở trong tâm khởi lên niệm tưởng muốn được trường thọ, bèn khổ công nghiên cứu, mong cầu sống mãi, dứt bỏ đời sống phần đoạn, chóng được đời sống biến dịch, thân được thân tướng vi tế thường trụ. Further này, lại nữa, in the unhindered clarity and wonder that ensues after the feeling skandha is gone, trong sau khi mà cái cảnh giới thọ ấm đã diệt hết, thì ở trong cái vi diệu rõ ràng không trở ngại như vậy, thì người thiện nam tử này, this good person is untroubled by any deviant mental state. Người thiện nam tử này sẽ không còn gặp rắc rối với các cái trạng thái tâm tà nữa. Không còn bị rơi vào vướng mắc vào các cái tà lự nữa, và trải nghiệm cái định gì đấy, định rất là sáng suốt và viên mãn. Experiences perfect bright concentration. Within samadhi, ở trong định đó thì tâm của anh ta rất là thèm khát, ham muốn theo cái sống, đời sống lâu, sống lâu, rất là thèm khát, khao khát thì sống lâu. So he toys at investigating its subtleties as he greedily seeks for immortal. Và sau đó là anh ta mới lại chỉ đây quán chiếu cái mong quán chiếu cái việc, cái sự tinh tế ở trong đó, và anh ta cầu là gì? Cầu bất tử, cầu là không chết, cầu bất tử. Mong cầu sống mãi, mong cầu sống mãi. Greedy seeks for immortality. He wishes to cast aside the birth and death of the body. Và anh ta mong là gì đây? Dứt bỏ được cái đời sống phần đoạn, tức là dứt bỏ được cái sinh cái tử của cái thân xác này, gọi là dứt bỏ cái đời sống phần đoạn. Và đột nhiên, suddenly he hopes to end birth and death of thoughts as well. Và bỗng nhiên là anh ta lại còn cũng mong muốn là dứt trừ được cái sinh tử ở trong từng từng niệm tưởng, and the birth and death of thoughts as well. Muốn dứt trừ cả cái tự niệm sinh tử nữa, cái sự sinh tử trong từng niệm một nữa. Tức là đời sống gì biến dịch sinh tử cũng chấm dứt đấy. So he can abide forever in a subtle form, và anh ta mới được cái thân tướng gì vi tế thường trụ, forever in a subtle form, cái thân tướng vi tế thường trụ. At that time, a demon from the heavens
Says it's the opportunity it has been waiting for. À, lúc đó thì thiên ma chớp lấy cái cơ hội mà nó vẫn chờ mong, vẫn chờ đợi, vẫn hằng chờ đợi, thì nó chớp lấy cái cơ hội này khi hành giả khởi cái tâm tham như đó. Its spirit possesses another person, và nó vá tinh thần vào một người khác. And uses him as a mouthpiece to spout the sutras and the dharma, và lợi dụng cái người này để thì lấy miệng nói kinh pháp. This person, unaware that he is possessed by a demon, claims he has reached unsurpassed nirvana. Và cái người này thì không biết là mình đã bị ma nhập, mình đang bị vá bởi một loài ma, cho nên là anh ta tuyên bố rằng là đã chứng được niết bàn vô thượng. When he comes to see that good person who seeks long life, he arranges a seat and speaks the dharma. Và khi mà nó đến gặp người bị ma gán này, đến gặp cái vị hành giả mà đang mong cầu sống lâu kia, anh ta trải tòa ngồi ra và thuyết pháp. He's a point of saying that he can go places and come back without hindrance, perhaps traveling 10,000 miles and returning in the twinkling of an eye. He can also bring things back from wherever he goes. Or he may tell someone to walk from one end of the room to the other, a distance of just a few paces. Then, even if the person walked up faster for years, he could not reach the wall. Therefore, people believe in the possessed person and mistake him for a Buddha. À, anh ta thích nói là gì đây? À, trải tòa ngồi thuyết pháp ra và anh ta thích nói những cái gì? Người ma ấy nói có thể đi đến một phương nào thật xa rồi trở về không ngăn ngại. Dù nơi xa vạn dặm chỉ trong nháy mắt có thể đến đó lấy một vật đem về. Hoặc ở một nơi nào đó trong một nháy mắt, chỉ trong nháy mắt có thể đến đó. Người ma ấy nói có thể đi đến một phương nào thật xa rồi trở về không trở ngại. Dù nơi xa vạn dặm chỉ trong nháy mắt có thể đến đó lấy một vật đem về, hoặc ở một nơi nào đó trong một căn nhà rộng chỉ vài bước, người ma ấy bảo một người nào đó đi thử từ vách phía đông sang vách phía tây. Người này đi thật nhanh mà cả năm không tới. Hành giả thấy thế rất tin phục, nghĩ rằng người ma kia là Phật hiện tiền. Wow, ok. Tức là anh ta là gì? He's fond of saying that. Anh ta thích nói những gì đây? À, anh ta đến nhiều những cái nơi chốn, đến nơi nọ nơi kia và trở về mà không ngăn ngại đến, đi đến các cái nơi chốn đó, đi đến và trở về không ngăn ngại. Perhaps traveling 10,000 miles, à, anh ta có thể đi du hành 10.000 dặm, 10.000 dặm, sau đó là trở về trong chớp chớp mắt, and returning in the twinkling of an eye. Trở về mà không chớp mắt, trở về mà chỉ trong nháy mắt thôi, đi xa 10 dặm không trở về trong nháy mắt thôi. He can also bring things back from wherever he goes, và anh ta cũng có thể mang những cái đồ, mang cái như một số những cái thứ, cái đồ mà từ từ cái nơi mà anh ta đến. Lấy một cái vật đem về, tức là lấy một vật ở cái nơi ta đến ấy mà đem về, mang về một cái vật từ cái nơi anh ta đến như vậy. Or he may tell someone to walk from one end of the room to the other. Hoặc là nó có thể bảo một người mà đi từ đầu phòng này đến đầu phòng kia, từ đầu phòng này đến đầu phòng kia, và cái khoảng cách chỉ có một vài bước chân thôi. A distance of just a few paces. Nhà rộng chỉ khoảng một vài bước, cái khoảng cách chỉ là một vài bước thôi. Then even if the person walked faster for years, he could not reach the wall. Và anh ta thì cái người này thậm chí là bước rất là nhanh, walked fast for years, nhiều năm, bước rất là nhanh trong nhiều năm thì cũng không thể đến được cái đầu bên kia của căn phòng, cũng không thể đến được cái bức tường ở bên kia của căn phòng. Therefore, people believe in the possessed person. Và người thính thính chúng, những người xung quanh đó thì rất là tin tưởng cái người bị ma gá này, và nhầm cho rằng anh ta là Phật. Mistake him for a Buddha, nhầm tưởng là anh ta là Phật. He often says, "All beings in the 10 directions are my children.
I gave birth to all Buddhas. I created the world. I am the original Buddha. I created this world naturally, not due to cultivation. Anh ta thường nói là gì đây ạ? Tất cả chúng sinh ở trong mười phương là con của ta. Ta đã sinh ra tất cả chư Phật. Ta đã tạo ra thế giới. Ta là Phật gì? Phật nguyên thủy, Phật nguồn gốc nguyên thủy. Và ta đã tạo ra cái thế giới này một cách tự nhiên mà không phải từ tu, không phải từ tu tập. Miệng người ma ưa nói những điều mê hoặc như nói: mười phương chúng sinh đều là con của ta. Ta sinh ra chư Phật, ta sinh ra thế giới. Ta là Đức Phật đầu tiên tự sinh ra đời, không phải do tu hành mà đắc đạo. Ta là vị Phật đầu tiên, ta tạo ra thế giới này một cách tự nhiên mà không phải do tu hành. Không phải do tu hành. This may be a Chamunda sent from the retinue of the demon in the heaven of sovereignty, or a youthful Bishatra from the heaven of the four kings that has not yet brought forth the resolve. It takes advantage of the person's luminous clarity and divorce his essence and energy. Or perhaps without having to rely on a teacher, the cultivator personally sees a being that tells him, I am a Vata spirit who has come to give you long life. Tức là gì đây ạ? Đây có thể là gì? Đó là loài thiên ma ở cõi trời tha hóa tự tại, sai khiến bọn quyến thuộc chưa phát thiện tâm như dịch sử quỷ, tỳ xá trà, giá văn trà hay quỷ tỳ xá già thuộc cõi tứ thiên vương. Bọn này nhân lúc người tu hành được tâm định ở rỗng không sáng suốt nhưng phát sinh tà kiến, bèn tới ăn tinh khí, hoặc không phải do người ma nọ mà chính vị hành giả kia thấy ma vương hiện thân. Miệng khoe nắm được thuật cường tráng như kim cương ban cho hành giả sự trường thọ. Okay. Đó chính là có thể là thiên ma. This may be a Chamunda sent from the retinue of the demon in the heaven of sovereignty. Đó là thiên ma ở cõi trời tha hóa tự tại, sai khiến gì? Quyến thuộc chưa đắc đạo. Maybe a Chamunda. Đó là con quỷ, quỷ gì đây ạ? Quỷ giá văn trà được gửi đến từ cái quyến thuộc của ma ở trên cõi trời tha hóa tự tại, hoặc là một cái loài tỳ xá già. Youthful Pishatra, tức là một loài quỷ xá già, còn tuổi, còn trẻ, trẻ tuổi ở cõi trời tứ thiên vương, from the heaven of the four kings, cõi trời tứ thiên vương mà chưa phát tâm, has not yet brought forth the result, chưa phát tâm tu học á. It takes advantage of the person's luminous clarity and divorce his essence and energy. Và nó lợi dụng cái nhân, cái lúc người tu hành trong cái tâm định rỗng không sáng suốt, và gì đấy, hút lấy tinh khí của người này. Nó lợi dụng lúc người hành giả tâm định sáng suốt nhưng phát ra, sinh ra tà kiến đó, thì chạy đến và gì đấy, bèn tới và hút cái tinh khí của người này. Or perhaps without having to rely on a teacher, hoặc là cũng có thể một trường hợp nữa là có thể là không dựa vào thầy, không nương theo thầy, mà bản thân cái người tu tập, người hành giả này personally sees a being, nhìn thấy một chúng sinh, người này nói với anh ta là I'm a Vara spirit, anh ta là thần kim cang. Ta là thần kim cang who has come to give you long life, và người mà đến mà để đưa cho ông cái, ban cho ông cái cuộc sống dài lâu, cái cuộc sống bất tử á, cuộc sống trường thọ, long life, trường thọ. All the being transforms itself into a beautiful woman and engages him in frenzied lust so that within a year his vitality is exhausted. Hoặc là cái loài này có thể là gì đây? Transforms itself, hóa mình, hóa ra một cái người phụ nữ rất là đẹp, người nữ rất là đẹp,
hiện thân mỹ nữ của người phụ nữ đẹp. Và gì đấy, cám dỗ hành giả hành sự dâm dâm dục. Hành xử dâm dục và chưa đến một năm thì sao? Within a year, trong vòng một năm thôi thì his vitality, gan óc khô kiệt exhausted là kiệt quệ, cái sự cái sinh lực của anh ta, his vitality bị kiệt quệ đi. He talks to himself and to anyone listening, he sounds like a goblin. Và anh ta bắt đầu lầm bầm nói một mình. He talks to himself. Và bắt đầu lầm bầm nói một mình. Và bất kỳ người nào mà nghe ra thì cũng giống như là yêu mị vậy, nghe như là yêu mị vậy. Những người xung quanh mà nghe anh ta thì nghe giống như là yêu mị vậy. The people around him do not realize what is happening. Những người xung quanh thì không biết là chuyện gì đang xảy ra cả. In most cases, such a person will get in trouble with the law. Và trong rất là nhiều trường hợp thì sao? Cái người này sẽ sa vào lưới pháp luật. Sa vào lưới pháp luật. But before he is punished, he will die from depletion. Nhưng mà trước khi anh ta bị trừng phạt thì sao? Trước khi bị hình phạt của giải của hình phạt của pháp luật thì anh ta đã bị chết bởi vì khô kiệt rồi. Cái tinh thần, cái tinh lực, cái tinh hoa của anh ta thì đã bị khô kiệt rồi. Thì sao lấy pháp luật, nhưng mà trước khi bị trừng phạt thì đã bị chết bởi vì khô kiệt về tinh lực như thế rồi. The demon disturbs and confuses the person to the point of death. Và ma quấy phá là mê muội người tu hành đến cái mức độ mà đến chết như vậy. Đến nỗi mất mạng như vậy. You should be aware of this in advance and not get caught up in the cycle of transmigration. If you are confused and do not understand, you will fall into the relentless hell. Ông phải biết trước là cái điều này và không bị rơi vào cái vòng luân hồi. Còn nếu ông mê mờ không biết thì ông sẽ rơi vào cái địa ngục vô gián. Cái đoạn này rất là quan trọng nên mình sẽ đọc lại. Từ đoạn All the being transforms itself into a beautiful woman. Hoặc là gì đây ạ? Hiện thân mỹ nữ, cám dỗ hành giả, hành sự dâm dục chưa đến một năm thì gan óc khô kiệt, miệng nói lầm bầm một mình nghe như yêu mị như trước kia. Vì không rõ ông thầy thuyết pháp là người bị ma nhập, nên khi ma chán bỏ đi thì thầy trò phải sa vào lưới pháp luật. Còn giờ đây hành giả không do ông thầy ma mà tự mình tham hành dâm dục với gái đẹp thì chưa đợi bị hình phạt của pháp luật mà đã phải chết khô trước rồi. Thế là ở cả hai trường hợp người tu hành đều bị ma vương phá hoại đến nỗi mất mạng. Phá hoại đến nỗi mất mạng. Ok. Đó. Hoặc ở trên đấy có hai cái o, bạn nhìn thấy có hai cái o, tức là có hai trường hợp. Cái o ở trên là gì? Perhaps without having to rely on the teacher, tức là hoặc là gì đây? Không phải do người ma nọ mà chính vị hành giả kia nhìn thấy ma vương hiện thân và miệng khoe nắm được thuật cường tráng như kim cương, kim cương, thuật cường tráng như kim cương ban cho hành giả sự trường thọ, rồi lại hiện thân mỹ nữ cám dỗ hành giả hành sự dâm dục. Đó. Đó, tất cả đều là như thế và đã bị ma thì quấy phá cho đến chết. Và ông phải gì đấy, tất cả hai trường hợp như vậy thì ông phải đều biết trước để không bị ma mê hoặc, còn nếu mà bị mê hoặc thì sẽ bị rơi vào địa ngục vô gián. Ok. Ananda, you should know that in the Dharma ending age, these 10 kinds of demons may leave the home life to cultivate the way within my Dharma. They may possess other people and they may manifest themselves in various forms. All of them will claim that they have already accomplished proper and pervasive knowledge and awareness. Này Anan, thầy nên biết 10 giống ma đó ở trong đời mạt pháp có thể giả làm người xuất gia tu hành trong giáo pháp của Như Lai, hoặc gá nhập vào thân xác người ta, hoặc tự hiện nguyên hình, tự xưng là đã thành bậc chánh biến tri giác.
They praise lust and break the Buddha's moral precepts. Và chúng gì đây? Chúng ca ngợi cái sự dâm dục và phá hủy luật nghi của Phật. Phá hủy luật nghi của Phật. Này Anna này, Ananda, you should know that. Ông phải biết rằng in the Dharma ending age, là trong thời kỳ mạt pháp, these 10 kinds of demons, tức là 10 cái loại ma này, thì they may leave the home life to cultivate the way within my Dharma, tức là có thể xuất ra, hiện cái tướng là xuất ra để mà tu đạo trong cái pháp của Như Lai, tu đạo trong giáo pháp của Như Lai. They may possess the other people, tức là chúng có thể gì đây, chúng có thể nhập vào người khác, nhập vào thân xác của người ta, hoặc they may manifest themselves in various forms, hoặc là chúng bản thân tự chúng biến hóa ra cả các cái nhiều cái hình tướng khác nhau. Và all of them, tất cả chúng thì đều tuyên bố rằng là gì, we claim that they have already accomplished proper pervasive knowledge and awareness, và đều tự xưng là gì, từng tự tuyên bố là đã chứng, đã thành bậc gì, chánh biến tri giác. Knowledge, tri, awareness là sự hiểu biết ấy. Proper, chánh, đúng không? Pervasive là biến, biến khắp, biến cùng khắp. Đã tự xưng là thành bậc chánh biến tri giác. Và they praise lust, chúng ca ngợi thì việc dâm dục, và break the Buddha's moral precepts, và phá hủy cái giới luật của Phật.